sống bay bay bình yên vô sự. Như xem đã sổ hết ra trên xa. Vô trong vô linh lắp trọt đỏ nó ra đen. Trọt đen thì nó ra đỏ. Trời ơi giận may không có, tôi liền đổi sang Rolex. Đánh 26 thì nó ra 32. Đánh Zalo thì nó ra 26. Tôi dầm đất kêu trời mà trời cao có tấu. Bình Sơn ơi sao đứng cái lưng cầm dầm. Thua 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 thua. Bình Sơn ơi sao đứng cái lưng cầm dầm. Đất mãi không chung và mãi không chung. Dạ cái thương gì để cho những cái gì tôi hát hài nó dở lắm. Sao chuyên về hát nhưng mà bữa nay là không, xin lỗi cho tôi nói hơi bậy bạ chút xíu, dùng tiếng Việt là không chó bắt mèo ăn cái ấy. Dạ hồi nãy anh có hỏi bảo Vy á là Vy nếu mà anh không thuộc là anh hát mà anh học ơ chú. Dạ lần đầu tiên có anh này lên được biểu xin bằng chú. Dạ chú không thuộc lời thì sao? Nó dạ vô tư, tại ở đây á Bảo Vy cho vay không cần đưa vốn, chỉ lấy lời thôi. Ông này đâu tới trời. Kính thưa cậu tất cả quý vị, quý vị phải hiểu rằng một người đàn ông, một người thanh niên thì cần nhất là phải có công danh và sự nghiệp. Một người đàn ông, một người thanh niên mà không có công danh